một nén hương kính nhớ ông bà tổ tiên ghi khắc trong lòng triền miên suốt một đời thành kính cảm tạ tri ân. Xin tri ân, tri ân ông bà của con, tri ân tiên tổ của con, xin dâng lên ngày nay và mai sau muôn đời được hưởng non sông gấm vóc tươi đẹp, đất nước thanh bình, xã hội con người tiến lên văn minh giàu sang và phú quý. Thủy hữu lý, nước có nguồn, cây có gốc nở ngày xanh lá, nước có nguồn bể cả sông sâu, cháu con nguồn gốc từ đâu, gốc từ tiên tổ mẹ cha sinh thành. Công tiên tổ trạc thành từ trước, con cháu nay được thừa kế hiển vinh, ta nên phục tự kính thành, trông giữ Phật tổ tình nhớ ơn. Kính thưa các quý vị, họ ta nguyên gốc là họ Vũ, thời kỳ nhà Đường du hộ nước ta vào thế kỷ thứ 9, tức năm 840. Vua Tôn Phùng Hưng thống trị, quốc hiệu là Vũ Cái Đại Vương, phụ thủy tổ Vũ Hồn, giữ chức gia vụ kinh lược, sứ sang Việt Nam mở đầu khai sáng dòng họ Vũ ta, thủy tổ dòng họ ta thông minh văn chương kinh lược, xây dựng nghiệp tại Chí Linh Hải Dương, cũng thắng đi
tổ sinh ra con cháu đông đúc, học hành văn chương kinh trường, võ lược thông minh, thời kỳ triều đại Tôn Phùng Hưng, dòng họ ta đã có 3 vị làm tể tướng giúp nước, 12 vị Lý Công Hầu và trên 100 vị Đỗ Tiến sĩ văn võ kiêm toàn giúp việc cho triều đại giữ nước. Cụ thủy tổ vũ hồn tháp đi mộ táng và lập đền thờ tại huyện Chí Linh, Hải Dương, dòng họ ta ngày càng ở Hải Dương ngày càng đông đúc. Các cụ tổ ta đã di về Bắc Ninh lập ấp phát triển, dòng họ ta ở Bắc Ninh ngày càng đông đúc. Con cháu của cụ thủy tổ đã di về Hà Tây lập ấp phát triển, dòng họ ta ở Hà Tây ngày càng đông đúc. Cụ thủy tổ tự Huyền Minh đã di về miền biển Tây Lạng, Giao Cù, Nam Định, khai sáng lập ấp phát triển cho con cháu mai sau Chí Linh lịch sử truyền kim cổ và Tây Lạc Hương Từ Lẫm Tử Tôn, dòng họ ta ở Tây Lạc ngày càng đông đúc. Cụ thủy tổ Vũ Quang Huệ cùng gia đình một chị và hai em xuống khai sáng lập ấp tại xã Cát Thạnh, tổng Ninh Cường, phủ Xuân Trường, nay là xóm Mai Mốt, xã Trực Đại, chính tại mảnh đất Từ Đoàn thờ tổ. Tại nơi đây cụ chị cụ xây dựng, tức là bà cụ Tương Kỵ, hai em là cụ Mãi Nhân và cụ Mãi Hoan. Cụ tổ ta xuống khai sáng nơi đây, con một mình cụ Phúc Đức tổ đã để cho con cháu chúng ta ngày nay và mai sau ngày càng đông đúc. Có được ngày nay ta phải nhớ đến tiên tổ nguồn gốc, ăn quả ta nhớ người trồng cây, uống nước ta nhớ nguồn này từ đâu. Vậy con cháu ta phải tìm về cội nguồn, theo dõi thế hệ kính bái tổ tiên. Tổ tiên ta đã bao đời xây đắp, cha ông ta đã tân tạo dựng đập Từ Đoàn, kính Phật Thánh phục tổ tiên. Qua thời gian dài xuống cấp nghiêm trọng, năm Mậu Dần 1998, con cháu nội ngoại đem tâm công đức tài tiền công sức đại tu bản Từ Đoàn, phụng tự Phật Thánh tổ tiên, tổ tông công đức thiên niên tài, tử kế tôn hưởng thừa vạn đại vinh. Tổ tiên ta đã tài bồi cho con cháu hậu thế muôn đời thừa kế. Tổ tiên khai sáng đất phương này cho con cháu chắc hưởng muôn đời vinh hoa phú quý nhờ Phật tổ, công ơn cha mẹ nghĩa cao dày. Kính thưa các quý vị, cụ ông, cụ bà, anh em con cháu nội ngoại của dòng họ bán Từ Đoàn xây dựng năm 1998, tức năm Mậu Dần, nhỏ hẹp theo nguyện vọng của con cháu. Buổi họp chiều ngày 23 tháng 7 năm 2019, tức năm Kỷ Hợi, con cháu quyết tâm xây dựng lại bản Từ Đoàn theo hướng đông bắc, xây dựng theo kiến trúc cổ, khởi công hạ giải bản Từ Đoàn cũ và động thổ xây dựng ngày 20 tháng 8 năm Kỷ Hợi. Xây dựng vì gỗ hoành vui ngói lợp theo cổ Hạ Long ngày nay, câu đối đại tự quấn thư cửa võng ngai khám phụng thờ Phật Thánh tổ tiên theo cha ông đã thờ. Công trình khuôn viên Từ Đoàn nội tự hoàn thành ngày 15 tháng 3 năm Canh Tý, dòng họ đã rước Phật Thánh tổ tiên yên vị và chờ ngày dịch bệnh ổn định tổ chức lễ khánh thành. Kính thưa các quý vị, đến nay công trình xây dựng hoàn thành, dịch bệnh ổn định, hôm nay dòng họ ngày 31 tháng 5 năm 2020, tức ngày 19 tháng 4 nhuận năm Canh Tý, chi họ tổ chức kính mời các quý vị cụ ông cụ bà, anh em con cháu nội ngoại về dự buổi lễ cắt băng mừng công khánh thành Từ Đoàn họ tộc. Tôi thay mặt cho hội đồng gia tộc và ban tổ chức trân trọng được đón tiếp các quý vị anh em con cháu bớt chút thời gian về dự buổi lễ trọng đại của dòng họ. Ngày 18 hôm qua buổi sáng công tác chuẩn bị 15 giờ lễ qua cúng Phật Thánh tổ tiên, 17 giờ họ tập lễ cáo Phật Thánh tổ. Sáng nay ngày 19 7 giờ hơn rước lễ rước văn về trước Từ Đoàn cắt băng khánh thành và con cháu dâng lễ kính dâng Phật Thánh tổ tiên, và 8 giờ tế chính mừng công khánh thành, 10 giờ báo cáo tài chính và báo cáo quý ông quý bà con cháu hảo tâm công đức cùng dòng họ xây dựng bản Từ Đoàn. Tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho gia chú là ông Vũ Minh Hòa, một vị đại diện cho con cháu trưởng nam là Vũ Minh Cư và ba cháu chị Đang
và chị Quân và chị Hương, ba chị đến cùng với dòng họ tổ chức lễ cắt băng khánh thành. Xin kính trân trọng kính mời các quý vị. Tôi xin trân trọng tuyên bố buổi lễ cắt băng khánh thành dòng họ được tổ chức trọng thể bắt đầu. Xin kính mời đại diện gia chủ và trưởng nam và các chi ngành chúng ta hướng về từ ruộng cắt băng khánh thành. Xin trân trọng kính mời các quý vị con cháu một tràng vỗ tay mừng công khánh thành cắt băng từ ruộng. Thank you.
Thank you.
lễ tổ, thay mặt các ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các quý vị, con cháu đã bớt chút thời gian về dự buổi lễ cắt băng khánh thành và trân trọng xin trân trọng cảm ơn. Và xin tiếp theo chương trình, tôi cũng thay mặt cho ban trị sự của dòng họ xin diễn giải về lịch sử dòng họ. Kính thưa các quý vị, của ông cụ bà, dòng họ chúng ta là cụ Tự Huyền Minh, quê nguyên gốc ở Hà Tây, cụ về Tây Lạc lập ấp. Cụ Tự Huyền Minh sinh ra cụ Tự Giám Nguyễn, cụ Tự Giám Nguyễn sinh ra cụ Tự Huệ Thống, cụ Tự Huệ Thống sinh ra cụ Tự Đạo Huỳnh, cụ Tự Đạo Huỳnh sinh ra cụ Đạo Bỉnh, cụ Đạo Bỉnh sinh ra cụ Đạo Thụy và cụ Mãnh Đãi, cụ Mãnh Nha, tổ cô Đàn và tổ cô Nhỡ. Cụ Đạo Thụy sinh ra cụ Quang Duệ ở tại đất Tây Lạc, Giao Cù, huyện Nam Trực. Cụ cùng một chị, hai em xuống ở đất khai sáng ở đất Trực Đại quê hương chúng ta ngày nay tại nơi thờ từ đường tổ cụ Mãnh Hoan và cụ Mãnh Nhơn và bà cô Đỏ và bà cô Chuột. Cụ Vũ Quang Duệ sinh ra cụ Vũ Quang Cảnh, cụ Vũ Đình Tâm, cụ Vũ Đình Liễm và cụ Mãnh Đa, cụ Mãnh Vòi, cụ Mãnh Bổng và tổ cô Chú, tổ cô Chuột. Cụ Vũ Quang Cảnh sinh ra cụ Vũ Đình Bích, cụ Vũ Đình Yên, cụ Vũ Đình Tiên và bà cụ Vũ Thị Tính và bà cụ Vũ Thị Hàm. Ông bà ông cụ Vũ Đình Tâm sinh ra ông Vũ Đình Đại, ông Mãnh Quán, ông Mãnh Tràn, ông Mãnh Tiêm, bà cụ Phái và bà cụ Đảng. Cụ Vũ Đình Liễm sinh ra ông Mãnh, Vũ Đình Vật, Vũ Đình Điển, bà cô Anh và bà cô Hiên. Kính thưa các quý vị, ba các cụ Vũ Quang Duệ sinh ra ba cụ, nhưng chỉ có mình cụ Vũ Quang Cảnh chúng ta hiện tại là còn thế hệ, còn cụ Vũ Đình Tâm chỉ hiện nay còn có mình bà Cúc là cháu ngoại, và cụ Liễm là còn có mình bà cô Anh ở trên Thái Nguyên, cũng được có mình cô Cam là hiện nay là con gái. Còn có riêng có duy nhất một mảnh cụ Quang Cảnh nhà mình, cụ Quang Cảnh sinh ra cụ Vũ Đình Bích, cụ Vũ Đình Bích sinh ra ông Nho, ông Cân và các ông thế hiện tại, và ông cụ Yêm thân xa ông Cảnh, ông Kỳ và cả các thế hiện tại, và ông cụ Tiêm thân xa Ngành, đấy là ba ngành chúng ta vừa dâng hương. Để xin cũng thay mặt cho ban tổ chức diễn giả này để các cháu nắm được chương trình, thì họ ta thực tế họ ta rất là đông, nhưng mà riêng cụ chỉ còn có duy trì ngành là mình cụ Quang Cảnh lại được có ba anh em các cụ. Xin thưa các cụ ạ, cho nên đến từ cụ Vũ Huyền, cụ Tự Huyền Minh đến đời chúng tôi là 10 đời chuyên làm nghề thầy cúng, đi đến đời thứ tôi là 10, đến đời cháu Khang là 12 đời đi chuyên đi cúng, đến là làm lễ tâm linh về Phật Thánh. Và xin kính mời các quý vị, các cụ ông cụ bà chúng ta nắm được chương trình và giới thiệu con cháu nắm chương trình, và tiếp theo chương trình chuyển sang chương trình lễ tế tổ. Và xin trân trọng kính mời quan viên nhạc giúp cho dòng họ chúng tôi tổ chức lễ chương trình lễ tế tổ chính lễ để mừng công khánh thành. Xin trân trọng kính mời ạ. Và xin trân trọng kính mời quan viên tế chúng ta đứng ở vị trí để lên chương trình lễ tế tổ ạ. Bởi đây em đã lâu đi
Thank you.
tiễn hương. Nhân ngày đại thank you.
trân tử. Phật hiền
Văn Lý Nương Phùng
Thuần, Phạm Văn Phong, Phạm Văn Hưng, Phạm Văn Qua, Phạm Văn Ướt, Phạm Thị Quyết, Phạm Văn Chiến, Vũ Minh Khải, Vũ Thị Thơi, Vũ Minh Quang, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Văn Trương, Vũ Thị Hương, Vũ Thị Yến, Vũ Thị Ngát, điên hương hoa bạn cổ cao quân nghề
phân tiền tình giới bạc lễ phu trần nghề nhất thanh hưởng giám bạch phúc trung năm minh thì đức loại lãng phật thanh tiền tổ chỉ đức thế thế bậc dẫn thải dị kính duy mình cao thượng tổ thảo đại đan thức huyện minh kia phủ quân nam cao thượng tổ tí vũ một trình thân phản quy thị xương độ nhân cao hệ cao tổ cao hoàng vũ đại đan từ giam cả nguyên đi phủ quân đề tình tổ tí Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ai ngoãn phủ nhà quân đi tội mũi ngà ngôn trên đất lên và cái kia thì đâu ý nụ đồ nhân đi tội thì ngà mũi môn là kẻ đất đi tội quý thì quý quyền đi nhủ nhân là nghề đồ thì mua môn tắc thất nguyên quý thì quý đi nhủ Hãy subscribe cho
Bye.
Oh,
Thank you.
quê. Điểm mơ thank you.
Oh.
Vâng, kính thưa với lại các cụ, các ông, các bà, các bác, các chị và các con cháu trong dòng họ. Qua thời gian, con cháu trong dòng họ tổ chức việc xây dựng lại nhà bản từ đường để kính phục Phật Thánh, kính phục Tiên Tổ đến ngày hôm nay đã được hoàn thành. Phần chi tiêu này là do cháu Nguyễn Vũ Văn Rao chịu trách nhiệm ghi chép toàn bộ công việc chi tiêu trong việc xây dựng bản từ đường, nhưng vì cháu giao có bạn có nhờ cháu xin được báo cáo lại với các cụ, các bà về phần chi tiêu tất cả các thứ từ khi bắt đầu xây dựng bản từ đường đến ngày hôm nay. Thứ nhất là phần mua gạch để xây dựng bản từ đường là 28.700.000, máy xúc là 2.160.000, đóng cọc bê tông là 30.420.000, anh Thanh đục dầm cọc là 780.000, đào đất móng là 2.100.000, mua sắt làm móng là 35.235.000, mua thêm sắt là 1.168.000, bồi dưỡng cho tổ xây dựng là 950.000, cơm thờ cọc bê tông là 600.000, xi măng móng đợt 1 là 16.680.000, san đất móng nền là 900.000, ống nhựa thoát nước là 1.500.000, bể ga thoát nước là 250.000, san nền đợt thứ hai là 900.000, máy múc để san nền là 1.200.000, cát đổ nền một thuyền 6.500.000, công đầm nền là 700.000, vôi cầu báo mưa là 1.940.000, sắt mặt nền là 450.000, tảng đá cộng công trở về là 3.150.000, vôi xây đợt hai là 970.000, vôi lợp mái là 1.150.000, bồi dưỡng cho công thợ là 500.000, trả công san nền bằng thổ công vì máy không san được là 750.000, gạch màn mái là 7.360.000, tiền quạt cộng góc ổ cắm điện là 570.000, ngói lợp mái là 46.565.000, ngói út 1.150.000, bản nề cộng sen cửa là 450.000, dầu nhớt để lau gỗ toàn bộ mái và cột là 3.500.000, cột hiên và công trở về là 350.000, tổng gỗ vì hoành phi rui là 337.500.000, bồi dưỡng thợ mộc là 5.000.000 đồng, máng nước inox là 3.330.000, thuốc ná cộng đá cắt là 80.000, công xây ông điền là 460.000, là bà cúc làm đất nền là 500.000, ông phái hai cửa tròn là 550.000, cắt ban thờ ông Thạch là 700.000, mua túi giấy đắp lồng là 25.000, gạch ốp ban thờ là 1.368.000, hai đôi rồng nóc cộng bưng trống là 7.300.000, công xe giấy sửa cửa là 60.000, bồi dưỡng thợ xây là 900.000, công ông bốn sơn nóc là 900.000,
mua lễ cất vì là 1.300.000, trả cước xe vật liệu là 3.500.000, cắt đá đổ móng xây là 27.300.000, công làm điện cộng vật tư điện là 11.654.000, gạch nhà nát bậc hiên là 1.200.000, tổng công sở xây dựng toàn bộ từ đường là 135.000.000, hố ga là 250.000, công thợ làm bậc hiên là 1.350.000, chi tổ thợ 300.000, công trả cho anh Rao và anh Bân là giám sát cho công trình, thay cho con cháu là 20.000.000, máy nhà múc cẩm là 1.000.000, xi măng đợt 2 là 38.548.000, đào móng tường bao là 1.050.000, đục móng cột cờ là 500.000, công sơn từ đường là 3.600.000, mua đèn thờ là 2.900.000, mua nghe phượng ở cổng là 7.800.000, mua sơn xăng cột cờ là 380.000, tiền công đầm sân là 2.400.000, điện cổng cột cờ là 1.480.000, bồi dưỡng cho anh em công nhân đổ sân là 650.000, bồi dưỡng đổ sân ngoài là 980.000, sơn lại cọc mua ngay khám là 63.500.000, gạch chịu lửa để xây chỗ hóa sớ là 4.790.000, vòng bi chân gỗ cửa là 1.500.000, then kem môn cửa là 1.700.000, tổng xi măng cắt đá đợt 2 là 30.726.000, công thợ xây cổng cộng tường bao là 12.900.000, tổng cửa chỗ ông Quang cửa gỗ mặt tiền là 67.520.000, gạch nền cộng gạch cốt tường là 25.793.000, gạch xây cổng là 1.530.000, chi các khoản phụ là 9.500.000, công sơn cổng cộng sơn lại phần từ đường là 7.474.000, tiền mua bát hương là 4.200.000, toàn bộ cửa võng là 39.500.000, hai cửa sổ cộng cánh cổng là 12.460.000, đã miếng cửa cộng kê bể cảnh là 3.000.000, đinh ốc cộng hai đèn thờ là 430.000, chi phụ nằm cổng là trắng là 810.000, tiền sơn là 25.000.000, dây bơm nước là 230.000, chè thuốc là 280.000, ông điền xây móng sân sau là 220.000, ống nước bằng 80.000, đinh bê tông 300.000, bồi dưỡng thợ 250.000, gòn cửa 300.000, đá mài 50.000, tiền xe đẩy 40.000, bồi dưỡng đổ móng là 1.540.000, san sân là 900.000, hai cỗ ngay cộng một cỗ khám bằng 12.000.000, một cỗ ngay hội đồng một bức bình phong là 12.000.000, hai quạt điện tường bằng 800.000, cắt sân cộng tổ nhựa đường 835.000, công anh nha Vân cộng Cao đợt 2 để giám sát cho là 8.000.000, tổng đến hôm nay là số tiền chi là 1.171.079.000 đồng. Để báo cáo với các cụ, công các bà, với các bác anh chị và các anh em trong dòng họ con cháu ta như vậy, và cháu xin đọc lại tổng số chi đến hôm nay dự tính là có thể trên dưới một tí nữa, còn một số là chưa thể cộng và hết được dù gì là không đáng kể, là ta chi đến hôm nay là 1.171.079.000. Xin được báo cáo với các cụ, ông các bà, các bác anh chị và con cháu trong dòng họ ta vậy. Để còn phần thu đó là các con các cháu tiến cũng đến ngày hôm nay, xin mời anh Hiền ra để báo cáo với lại các cụ các bà các cháu cho, và xin bây giờ đến giờ này đến chi như vậy là cháu xin đã có phần công bố, thì còn phần nào đó là quên thì mong các bà chúng ta bổ sung tiếp cho. Một cháu Nam thay mặt cho ban tổ
tổ chức của dòng họ nên báo cáo toàn bộ về phần chi tiêu chi phí trong tư đoàn, tổng công trình của tư đoàn ta tất cả khuôn viên đến nay là 1,171,079,000. Và tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời cháu Hiền sẽ ghi toàn bộ phần đóng góp của dòng họ con cháu dòng họ theo tính xuất và tất cả các ông các bà các cháu nội ngoại tiến cúng để xây dựng chung tay cùng dòng họ chúng tôi xây dựng bản tư đoàn. Xin trân trọng kính cháu Hiền ra để báo cáo với toàn thể các quý vị của ông của bà về phần đóng góp và phần thành tâm phát tâm kiến cúng cùng với dòng họ để xây dựng bản tư đoàn. Xin trân trọng kính mời ông. Xin mời cháu Nam đọc phần đóng góp của dòng họ. Xin đóng góp có 3-4 phần. Phần thứ nhất đóng góp lần 1, phần thứ hai đóng góp lần 2 và tiền công tức là ta cử người thống nhất của dòng họ, ta cử người ra để giám sát công trình và theo dõi công trình làm đóng góp lần 1 về công làm và lần 2 công làm. Xin mời ông cháu Nam báo cáo. Vâng, được sự ủy quyền của anh Hiền, cháu xin đọc phần không đóng góp về phần con cháu có đóng góp vào xây dựng về tư đường. Thứ nhất là anh Thành là đóng góp một suất lớn, lần một là 8 triệu, lần thứ hai là 5 triệu. Và cháu Khoái có một suất người lớn và 12 suất cháu bé, là tổng số là đóng góp là 20 triệu. Cháu Thoan một suất người lớn và 2 suất cháu nhỏ, đóng góp lần 1 là 20 triệu, lần 2 là 10 triệu. Về phần anh Cư, một suất người lớn đóng góp lần 1 bằng 8 triệu, lần 2 bằng 5 triệu và đóng góp về phần để anh em chú cháu để nhờ chỗ anh Rao và anh Vân để giám sát cho lần 1 là 1,2 triệu, lần 2 là 500,000. Cháu Ngạc một suất lớn một suất nhỏ đóng góp lần 1 là 14 triệu, lần 2 là 7,5 triệu đồng. Cháu Truyền một suất người lớn một suất cháu nhỏ, lần 1 là 14 triệu, lần 2 là 7,5 triệu. Anh Đang một suất người lớn lần 1 là 8 triệu, lần 2 là 5 triệu đóng góp để tiền giúp cho anh em giám sát, lần 1 là 1,2 triệu đồng. Và cháu Thiền một suất người lớn 3 suất nhỏ, lần 1 là đóng góp khoảng 26 triệu, lần 2 là 10 triệu. Anh Rụ một suất người lớn đóng góp lần 1 là 8 triệu, lần 2 là 5 triệu đóng góp tiền công làm, lần 1 là 1,2 triệu, lần 2 là 500. Anh Hiền một suất người lớn một suất cháu nhỏ đóng góp lần 1 là 14 triệu, lần 2 là 7,5 triệu và đóng góp tiền giúp để thi công công trình là 1,2 triệu, lần 2 là 500. Chị Sen một suất người lớn đóng góp lần 1 là 8 triệu, lần 2 là 5 triệu. Và ông Kỳ một suất người lớn đóng góp lần 1 là 8 triệu, đóng góp tiền để anh em giám sát lần 1 là 1,2 triệu. Anh Quân một suất người lớn 2 suất các cháu nhỏ đóng góp lần 1 là 20 triệu, lần 2 là 10 triệu, đóng góp tiền là công để giám sát công trình là 1,2 triệu. Anh Nhâm một suất người lớn một suất nhỏ đóng góp lần 1 là 14 triệu, lần 2 là 7,5 triệu đồng. Về chị Nụ một suất người lớn một suất cháu nhỏ đến hôm nay thì điều kiện là chị không về được nên chưa đóng góp một đồng nào. Về anh Bân là 2 suất người lớn một suất nhỏ đóng góp lần 1 là 22 triệu, lần 2 là 12 triệu 500 ngàn đồng. Về bà Cẩn đóng góp và vì ông mất rồi thì bà đóng góp lần 1 là 2 triệu, lần 2 là 2 triệu. Ông Cuông một suất người lớn đóng góp lần 1 là 8 triệu, lần 2 là 5 triệu. Về phần công giám sát lần 1 là 1,2 triệu, lần 2 là 500. Về nhà cháu Nam một suất người lớn đóng góp lần 1 là 8 triệu, lần 2 là 5 triệu. Về đóng góp về phần giám sát công trình lần 1 là 1,2 triệu, lần 2 là 500 ngàn. Cháu Khang một suất người lớn 2 suất cháu nhỏ đóng góp lần 1 là 20 triệu, lần 2 là 10 triệu. Cháu Thịnh một suất người lớn và một suất nhỏ đóng góp lần 1 là 8 triệu, lần 2 là 11 triệu. Ông bà ông Tiên một suất người lớn đóng góp lần 1 là 8 triệu, lần 2 là 5 triệu. Cháu Nam một suất người lớn một suất nhỏ một đóng góp lần 1 là 14 triệu. Cháu Thắng con nhà ông Tiên đóng góp lần một suất lớn và một suất nhỏ đóng góp một lần 1 là 14 triệu. Ông Quý một suất người lớn đóng góp lần 1 là 80 triệu, lần 2 là 5 triệu và đóng góp phần công giám sát lần 1 là 1,2 triệu, lần 2 là 500 ngàn. Cháu Huệ là một suất người lớn một suất nhỏ đóng góp lần 1 là 14 triệu, lần 2 là 7,5 triệu.
đóng góp tiền công giám sát lần 1 là 1 triệu 2, lần 2 là 500 ngàn. Cháu Phú, một suất người lớn, một suất cháu nhỏ. Đóng góp lần 1 là 14 triệu, lần 2 là 7 triệu 500 ngàn đồng. Đóng góp tiền là không giám sát là lần 1 là 1 triệu 2, lần 2 là 500 nghìn. À, bà Phẩm vì ông Phẩm đã mất rồi thì các em cũng có theo cho bà một suất là 8 triệu. À, về cháu Rao là hai suất người lớn, đóng góp lần 1 là 16 triệu, lần 2 là 10 triệu. Cháu Nguyên một suất người lớn, một suất nhỏ, đóng góp lần 1 là 14 triệu, lần 2 là 7 triệu 500 ngàn đồng. Đóng góp tiền nhà công giám sát lần 1 là 1 triệu 2, lần 2 là 500 ngàn đồng. Ông Hòa một suất người lớn, đóng góp lần 1 là 8 triệu, lần 2 là 5 triệu. Đóng góp phần công giám sát lần 1 là 1 triệu 200 ngàn, lần 2 là 500 ngàn. Cháu Hào là một suất người lớn và hai suất cháu nhỏ, lần 1 là 20 triệu, lần 2 là 10 triệu. Đóng góp tiền công giám sát lần 1 là 1 triệu 2, lần 2 là 500 ngàn. Ông Thuận một suất người lớn, đóng góp lần đầu là 8 triệu, lần 2 là 5 triệu. Đóng góp phần công giám sát lần đầu là 1 triệu 2, lần 2 là 500 ngàn. Cháu Thắng là một suất người lớn, một suất nhỏ, đóng góp lần 1 là 14 triệu, lần 2 là 7 triệu 500 ngàn. Đóng góp phần công giám sát lần 1 là 1 triệu 2, lần 2 là 500 ngàn. Cháu Thế một suất người lớn, đóng góp lần 1 là 8 triệu, lần 2 bằng 5 triệu. Đóng góp công giám sát lần 1 là 1 triệu 2, lần 2 là 500 ngàn. Bà Cúc, bà đóng góp đến nay là một lần là tổng cộng bằng 6 triệu. Xin được báo cáo với các cụ công các bà về phần công đóng góp của các con các cháu đến hôm nay. Để còn những phần nào các con các cháu chưa đóng góp được thì tiếp tục đóng góp để sau này anh em chúng cháu sẽ lên bảng danh sách để kê khai để lưu lại từ đường. Chúng cháu sau này sẽ dự kiến sẽ làm vào bia đá tất cả các con các cháu có thờ công kiến cúng vào từ đường sau này sẽ làm vào bia đá. Thì bây giờ là vì điều kiện làm đến nay con số chưa tổng kết được cho nên là chưa thể làm bia đá được. Xin báo cáo với các cụ có các bà các con các cháu anh em trong dòng họ là như vậy ạ. Và bây giờ tiếp đến phần thu về phần công tiến cúng để xây dựng bản từ đường này, anh Hiền sẽ báo cáo với các cụ các bà. Xin mời anh Hiền ạ. Vâng, kính thưa các cụ các bà quan viên trong họ, thay mặt cho ban tổ chức tôi xin phép được thông qua danh sách tiến cúng tạm thời đến thời điểm hiện nay để các cụ các bà quan viên họ chúng ta cũng nắm được. Gia đình nhà bác Cư 7 triệu 300 nghìn, gia đình ông Quý 387 triệu đồng, anh Nam Hương 2 triệu đồng, cháu Vui Nam Hằng Hà Hoài 12 triệu đồng, cháu Khang Thúy 2 triệu 400 nghìn đồng, cháu Thịnh Mai 2 triệu đồng, cháu Bình Hồng bức đại tự trị giá 25 triệu đồng, cháu Bân Lụa 15 triệu đồng, cháu Rao Nguyên Thoa Tào Vân 12 triệu đồng, gia đình ông Thuận 12 triệu đồng, gia đình ông bà Luân 5 triệu đồng, cháu Kiên Hà 3 triệu đồng, anh Thuấn làm gỗ 6 triệu đồng, ông Tiềm 1 triệu 300 nghìn đồng, cháu Thanh Hường 1 triệu đồng, thầy chùa Đàm Vinh 2 triệu đồng, tổ thợ xây ông Hán 1 triệu đồng, gia đình bà Hương 5 triệu đồng, cháu Cần Được 300 nghìn đồng, ông bà Uy 1 triệu 200 nghìn đồng, cháu Phong Mơ 500 nghìn đồng, cháu Thuần Lựu 700 nghìn đồng, bà Ngãi 500 nghìn đồng, cháu Hưng Huệ 700 nghìn đồng, cháu Khoa Hạt 500 nghìn đồng, cháu Quyết Nguyên 2 triệu đồng, cháu Chiến Tới 500 nghìn đồng, cháu Bách Nga 1 triệu đồng, cháu Ngọc Nụ 800 nghìn đồng, cháu Nhớ Toan 1 triệu đồng,
gia đình bà Quan 3.500.000 đồng, gia đình ông bà Tú 2.000.000 đồng, gia đình ông bà Tề 4.000.000 đồng, cháu Công Nhẫn 500.000 đồng, cháu Lực Thêu 1.500.000 đồng, ông Phật làm câu đối là 1.500.000 đồng, ông A Quang thợ mộc 500.000 đồng, quý hốc của họ cũ chúng ta còn 27.900.000 đồng, và sau dỗ của họ tuyết đầu năm ta còn 550.000 đồng, con của cháu Quân vào họ 300.000 đồng, cháu Doanh Hương 200.000 đồng, 2.000.000 đồng, ông bà Tiên 2.000.000 đồng, cháu Triều 1.000.000 đồng, cháu Thùy 1.000.000 đồng, cháu Thoại 1.000.000 đồng, cháu Lan 1.000.000 đồng, cháu Mai Huê 5.000.000 đồng, bà Quyên 500.000 đồng, bà Tứ 1.000.000 đồng, cháu Trường 500.000 đồng, cháu Chiến 500.000 đồng, cháu Sơn 500.000 đồng, cháu Trường Hương 500.000 đồng, Bác Trung 1.000.000 đồng, bà Ngọt 250.000 đồng, bà Hồng 250.000 đồng, gia đình bà Mộng 1.000.000 đồng, gia đình Hường Thanh 1.000.000 đồng, cháu Nhâm 500.000 đồng, cháu Mưu Đẩn 500.000 đồng, cháu Cầu Đá 500.000 đồng, cháu Vinh 500.000 đồng, cháu Duy Tuyết 300.000 đồng, cháu Dũng 500.000 đồng, cháu Hệ 500.000 đồng, cháu An 400.000 đồng, bà Cúc 300.000 đồng, cháu Vụ 200.000 đồng, cháu Bản 100.000 đồng, cháu Dương 600.000 đồng, cháu Tuyến 500.000 đồng, cháu Bảy 400.000 đồng, bà Phiêu 300.000 đồng, ông Hòa 2.000.000 đồng, cháu Hào 5.000.000 đồng, cháu Lượng Duyên 1.000.000 đồng, cháu Thành Sinh 1.000.000 đồng, cháu Lượng Xính 1.000.000 đồng, cháu Thăng Sử 1.000.000 đồng, cháu Thới Hương 400.000 đồng, cháu Bôn Hạnh 400.000 đồng, cháu Lượng Hoa 400.000 đồng, cháu Vọng Nhài 1.000.000 đồng, cháu Trung Chuột 500.000 đồng, cháu Sơn Mai 1.000.000 đồng, cháu Mạnh Thủy 400.000 đồng, cháu Thoan Xuân 1.500.000 đồng, cháu Ngạc Hạnh 1.000.000 đồng, cháu Truyền Diễm 1.000.000 đồng, cháu Kiều Định 1.000.000 đồng, cháu Ước Trang 500.000 đồng, cháu Hiền Quỳnh 2.000.000 đồng, cháu Việt Quốc 500.000 đồng. Và thưa các cụ với các bà, đến thời điểm hiện tại chúng tôi sơ qua cộng trên sổ sách tổng số tiền tiến cúng quyên góp về ta đã thu được là 601.050.000 đồng, để báo cáo với các cụ các bà cơ quan của quan viên họ chúng ta nắm được. Và hiện nay là sổ vẫn đang tiếp tục mở chưa đóng, các cụ các bà chúng ta lưu tâm ạ. Kính thưa các quý vị, của ông, của bà, cô dì, chú bác, toàn thể con cháu nội ngoại dòng họ, được sự thống nhất của ban tổ chức dòng họ đến hôm nay tổ chức xây dựng lại linh tính từ đoàn theo nguyện vọng của con cháu, xây dựng toàn bộ vì cột gỗ và hành vui gỗ và cánh cửa gỗ ngưỡng bồ theo nghi thức, tức là xây theo nghi thức cổ, trên lập ngói theo nghi thức cổ, và tất cả khuôn viên đến đây xây dựng thì đã được sự đóng góp của các cụ ông cụ bà, con cháu nội ngoại đem tâm phát tâm công đức cùng dòng họ chúng tôi xây dựng bản từ đường đến nay đã hoàn tất. Thay mặt ban tổ chức sẽ ghi nhận tấm lòng hảo tâm công đức của các cụ ông, quý cụ ông, quý cụ bà, con cháu nội ngoại xa gần về cùng chung tay với dòng họ chúng tôi để xây dựng bản từ đường. Chúng tôi sẽ ghi vào sổ vàng lưu niệm và sau đây sẽ làm bia đá tại từ đường để ghi lưu niệm lại để con cháu muôn đời về sau, tức là biết được công đức của con cháu trong năm nay đã về tổ chức xây dựng lại bản từ đường và đến nay đã thành công tốt đẹp. Thay mặt chúng tôi thay lời cho hội đồng gia tộc và ban tổ chức của chi họ đón nhận
thấy rằng các cụ có quý của ông, quý của bà cùng tất cả anh em con cháu nội ngoại xa gần đã về dự buổi lễ trọng đại hôm nay của chi họ đầy đủ nhân dịp buổi lễ mừng công khánh thành từ đoàn. Xin trân trọng kính chúc sức khỏe các quý vị của ông, cụ bà, anh em, con cháu nội ngoại xa gần, quan viên ngạc, mỗi gia đình chúng ta luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chi họ ghi nhận tấm lòng vàng và các quý vị đã phát tâm công đức đóng góp và các quý vị của ông, cụ bà và con cháu nội ngoại sau đây sẽ ghi vào sổ vàng lưu niệm ở ghi bia đá. Xin thay mặt cho dòng họ trân trọng cảm ơn và nhân dịp buổi lễ khánh thành từ đoàn đã đến buổi trưa rồi vì hôm nay đã thời tiết hơi nắng. Cho rằng họ chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận và xin trân trọng kính mời các quý vị của ông, cụ bà, cô dì, chú bác, anh em, toàn thể con cháu nội ngoại cùng dự bữa cơm thân mật mừng công từ đoàn khánh thành cùng với chi họ, dòng họ chúng tôi thay mặt cho chi họ xin trân trọng cảm ơn và xin kính mời các quý vị cùng dự bữa cơm thân mật, xin trân trọng cảm ơn. Sinh